Hi, chào tất cả bạn nha. Chào mừng tất cả bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay lên cho anh em một con máy tạc mini ha, để anh em về vun ngô, vun bắp hoặc là làm khoai lang, làm gì ha, làm gãy tinh tinh nha. Chung con máy này phải nói là đẹp xuất sắc, tầm khoảng 90% nha, 85-90%. Cái thương hiệu máy là Isuki ha. Anh em thấy máy phải nói là đẹp, quá đẹp luôn. Isuki 2001 ha. Đó, bóng lưỡng luôn anh em ơi. Mày bển chắc xài lướt. Nó chạy cái động cơ là của thằng Kawasaki nha anh em, động cơ này siêu bền á. Kawasaki FE120. 4 ngựa nha anh em. Đó, 4 PS. Một bánh. Ha. Con này thì phải nói là đẹp xuất sắc luôn ha. Mũ nhựa nó còn đỏ hao ha. Tay cầm là bóng ngời ha. Thùng xế hơi sao quá đẹp luôn nha. Đây này mình chưa vệ sinh kỹ lắm nè. Đó, đây đang gắn 4 cái lờ cái dao tạc ha, 4 dao tạc rất là to luôn nha nè. Hai bên ốc hát là 7 màu hết ha, số tơ một số ve ha, hai số tới đó. Còn này cái cần này là cần xới nha nè. Đó, xới thì có nó xới và tạc luôn ha, quay tới quay lui đều được hết. Máy móc là zin hết nha nè. Đó. Thông tin nè. Isuki SX45 ha. Đó. Ốc hát 7 màu nè nè, thấy không? Thôi dưới đây chắc nó bị ướt rồi, nó hơi xét 4 con này ha, còn trên đây là bọc 7 màu hết ha. Bóng lưỡng cũng ngời à. Ốc nào cũng 7 màu hết. À, đây nó có cái lưỡi tạc sẵn luôn nè anh em. Cái lưỡi này để vét ra hai bên ha. Đó. Kèm bánh xe, con này là đủ đồ chơi anh em về chơi thôi. Đây ga nha anh em. Đây là bật lại để chạy. Còn cái này để anh em bóp cái này để anh em hạ cao thấp tùy với cái độ mà người nặng nhẹ ha. Còn này anh em quay đầu được nha anh em. Quay đầu là anh em dặn ốc này ra, anh em quay nguyên cái thớt này luôn ha. Quay thớt này quay về đây trên. Nhưng mà con này chạy tới chạy lui tạc được đứng sau tạc luôn nha anh em. Máy thì phải nói là đẹp xuất sắc thôi. Rồi. Giờ test nổ cho anh em ha. Nha. Bình xăng vậy. Hết xăng hả? Đây bình xăng đây anh em. Nha. Bình xăng thì tương đối thôi chứ không đẹp lắm. Nha, máy móc phải đẹp len keng. Nha. Đó. Rồi test chạy cho anh em xem đi. Đẹp lắm luôn. Ôi, chạy luôn rồi. Vô số luôn rồi ha. Hiện tại là đang tạc nha anh em. Đó. Dừng lại ha. Đó. Rồi, vô số bông xới dưới đây rồi. Số tới dưới đây nè. Là gặt dưới đó là bông xới đó. Rồi. Cứ chạy test hết đi. Nói chung là nó có bao nhiêu nấc anh em cứ chơi đại hết đi hồi là nó. Nay đang lùi và tạc luôn nha anh em. Đó. Chơi có bao nhiêu chơi hết cho anh em xem ha. Này là tới tạc đó. Rồi gặt ở dưới để mà quay xa cho anh em coi cái thao tác nè. Đó thật cái đó là đi không nha anh em, chạy không đó. Này là xới nha, xới quay trước rồi chạy tới luôn ha. Nó quay ở đây là quay tạc ngược lại nha anh em. Đó, vừa tới vừa tạc, vừa xới vừa tới vừa tạc nha anh em. Đó, con này full chức năng hết nha. Đó, về lại nè. Này là tạc á, tạc nhanh đó anh em. Thì đây nó có số đây nè. Số đây anh em. Đó, thì có bao nhiêu số thì chơi lại hết đi ha. Thử thôi. Dễ mà ha. Còn ba cái này thì anh em có thể mở lên mở xuống là tùy cái độ tạc cho anh em nè ha. Đó là full chức năng hết, không có xấu gì chơi anh em ha. Đó ha. Cái này anh em có thể dặn cái này và kéo ra xíu được nữa nha anh em. Đó, dặn cái này nè, kéo cái bông này ra ha. Đó, kéo ra hai bên, kéo ra cho nó xa ra nữa.
có cái lưỡi cài đây luôn ha, nguyên lưỡi bột cài, lưỡi cài này luôn, và anh em gắn vô anh em xới vẫn được luôn nha. Con này phải nói là đủ đồ chơi hết anh em ơi. Rồi thì anh em nào cần thì liên hệ em, số thoại là 0908 875 468 ha, giá em sẽ để dưới phần mô tả video nha anh em. Rồi trước khi kết thúc video anh em nhớ cho em một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video nha. Rồi cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.